Về già, trước khi tắm, thấy ba dấu hiệu này phải đi khám ngay, kẻo đột quỵ không cứu nổi. Chào mừng quý vị cô bác đã đến với kênh Cuộc Đời Giá Trị. Cô bác thân mến, cô bác có biết là thời điểm nào chúng ta dễ bị đột quỵ nhất không ạ? Qua nhiều năm nghiên cứu và thống kê thì các nhà khoa học đã phát hiện ra được rằng thời điểm đó chính là lúc chúng ta bước vào nhà tắm. Đó là vì khi tắm gội, chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến bộ não nơi chứa rất nhiều hệ thần kinh, mà còn tác động đến mọi cơ quan trong cơ thể như là xương, khớp, gan, tim, phổi. Đã có rất nhiều trường hợp bị đột quỵ vì tắm sai cách và tử vong, vì không được cấp cứu kịp thời. Đặc biệt là các bác sĩ đã cảnh báo, nếu đã có những dấu hiệu sau đây mà vẫn cố tình đi tắm thì chẳng khác nào tự dẫn mình ra nghĩa địa đấy các bác ạ. Đáng tiếc là lại có quá nhiều người vô tình mắc phải, thế nhưng lại thờ ơ bỏ qua. Vậy thì những dấu hiệu đó là gì? Cô bác hãy cùng chương trình tìm hiểu vấn đề để tránh ngay nhé. 1. Đột nhiên thấy da bị ngứa thì đừng tắm vội. Trước khi đi tắm mà thấy hơi ngứa ngáy trong người thì hẳn nhiều cô bác sẽ lại càng cho rằng người mình đang bị bẩn, có phải không nào? Thế nhưng cô bác hãy khoan bước vào tắm vội mà hãy dừng lại vài phút lắng nghe cơ thể mình, vì rất có thể nó cũng là dấu hiệu của một cơn đột quỵ đấy các bác ạ. Đặc biệt là khi cô bác có cảm giác ngứa gan hoặc như kim châm, có thể xuất hiện ở bàn tay, bàn chân, chân, mặt hoặc đầu thì lại càng phải cẩn thận. Theo các bác sĩ giải thích, đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não vì chúng xuất phát từ những bất thường trong tim hoặc mạch máu, gây giảm lưu lượng máu đến các khu vực trong não hoặc xuất huyết não. Lúc này thì lượng máu cung cấp cho não và các bộ phận khác nói chung bị giảm tạm thời, nên một số cô bác sẽ cảm thấy bị tê tạm thời, yếu hoặc ngứa gan một bên cánh tay, chân, hay gặp vấn đề về giọng nói, thị lực, thăng bằng trước khi thực sự bị đột quỵ. Để dễ hiểu thì cô bác tưởng tượng như thế này. Nếu cô bác mà quỳ gối quá lâu sẽ thấy hai chân tê dại đi, có phải không nào? Điều đó là do khi ta ngồi như vậy thì lượng máu đến hai chân bị chặn lại và không lưu thông kịp thời, thì việc cô bác cảm thấy ngứa dâm gian trước khi đột quỵ cũng gần như vậy đấy ạ. Do vậy, nếu như không phải vì bị đè lên mà tay vẫn đột nhiên ngứa ngáy tê dại thì cô bác cần gọi cấp cứu càng sớm càng tốt. Bởi thời gian là vàng, với những người bị đột quỵ càng được điều trị sớm, cơ hội sống sót của họ càng lớn. 2. Tuyệt đối đừng đi tắm nếu tự nhiên chóng mặt, tầm nhìn giảm. Chúng ta đều biết rằng tắm gội là việc đơn giản nhất giúp cơ thể cảm thấy thoải mái và được thả lỏng. Nhưng nếu cô bác đi tắm vào lúc đang chóng mặt và tầm nhìn giảm thì chẳng khác nào liều mạng với tử thần đâu cô bác nhé. Có thể cô bác chưa biết rằng chóng mặt và tầm nhìn giảm chính là hai triệu chứng rất quen thuộc của tai biến mạch máu não, hay còn gọi là đột quỵ. Giải thích rõ hơn thì đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể khiến não bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào. Trong vòng vài phút, nếu không được cung cấp đủ máu, các tế bào não sẽ bắt đầu chết. Do đó, khi bỗng nhiên thấy hoa mắt chóng mặt, tầm nhìn giảm, cô bác tuyệt đối không được tắm, thậm chí là phải thông báo ngay cho người thân để được cứu chữa kịp thời. Kẻo đến lúc nguy hiểm thì hối cũng không kịp đâu ạ. Ngoài ra, cô bác cũng lưu ý là tùy thể trạng sức khỏe mỗi người mà dấu hiệu đột quỵ có thể khác nhau. Ngoài chóng mặt, tầm nhìn giảm, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như cơ thể mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, yếu tay chân, khó nói ngọng bất thường, môi lưỡi tê cứng, ù tai, đi lại khó khăn, đau đầu dữ dội. Cơn đau đầu đến rất nhanh, có thể gây buồn nôn hoặc nôn. Vậy nên là mình không nên bỏ qua hay xem thường bất cứ dấu hiệu bất thường
dù là nhỏ nhất trên cơ thể. Kiểu đó chính là tín hiệu của một căn bệnh nguy hiểm đấy, cô bác nhé. 3. Đừng tắm nếu cảm thấy mệt mỏi, lên cơn sốt. Nhiều cô bác khi thấy mệt mỏi, bức bí, khó chịu thì nghĩ ngay đến việc tắm nước nóng. Vì cho rằng việc tắm rửa sẽ giúp đầu óc tỉnh táo, dễ chịu hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này rất nguy hiểm đấy cô bác ạ. Nước nóng tưởng chừng sẽ giúp chúng ta thư giãn và xoa dịu các cơn đau nhức mỏi. Thế nhưng nó lại có thể khiến các mạch máu của chúng ta giãn ra, dễ gây thiếu máu lên não, khiến cơ thể càng mệt mỏi, chóng mặt hơn. Lúc này thì trái tim của chúng ta phải làm việc nhiều hơn để bơm máu. Và điều này cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt với những cô nào mắc các bệnh về tim mạch. Thêm vào đó, nếu đang bị tụt huyết áp hay lên cơn sốt, cô bác cũng không nên đi tắm. Vì lúc này cơ thể yếu có thể khiến tình trạng diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Bởi lúc này sức đề kháng của cơ thể đang vô cùng kém, khiến cô bác dễ bị cảm lạnh và bệnh nặng hơn. Vì vậy, nếu cô bác đã thấy mệt mỏi, tụt huyết áp hay là lên cơn sốt thì tốt nhất đừng đi tắm nhé. Bởi nếu vì chủ quan cố tình tắm mà đến lúc đột quỵ nằm đấy thì chỉ khổ người thân mà thôi, thậm chí cả tính mạng của mình cũng khó mà giữ được. Cô bác thân mến, tắm giúp cơ thể được thả lỏng và thư giãn, tuy nhiên không phải thời điểm nào tắm cũng có lợi cho sức khỏe. Theo các bác sĩ, có 6 thời điểm sau đây nếu đi tắm sẽ rất dễ đột quỵ, thọ non. Cô bác hãy tránh ngay, kẻo có ngày rước họa vào người nhé. 1. Không tắm khi vừa ăn no xong. Khi vừa ăn no xong, dạ dày bắt đầu hoạt động mạnh, phần lớn huyết dịch sẽ tập trung ở dạ dày, khiến lượng máu ở các cơ quan khác giảm đi. Tuy nhiên khi tắm, các huyết quản nở ra và các cơ cần nhiều máu, vì thế sẽ làm thiếu lượng máu ở dạ dày, gây ảnh hưởng đến tiêu hóa. Không chỉ thế, việc đi tắm nước lạnh lúc này rất nguy hiểm. Đường huyết đang hạ nên dễ gây ngất xỉu. Vì vậy cô bác chỉ nên tắm sau khi ăn khoảng từ 1 đến 2 giờ. 2. Không tắm khi cơ thể đang mệt mỏi. Đừng lầm tưởng rằng tắm khi đang mệt sẽ giúp cô bác thư giãn và sảng khoái hơn. Nó còn gây nguy hại gấp nhiều lần đấy. Cơ thể mệt khiến khả năng tuần hoàn máu, lưu thông, khí huyết giảm. Tắm lúc này dễ khiến cô bác bị cảm lạnh, thậm chí ngất xỉu, dẫn tới tử vong. Hãy đảm bảo trạng thái cơ thể tỉnh táo nhất, rồi hãy đi tắm và tắm bằng nước ấm nhé. 3. Không tắm khi sốt. Khi nhiệt độ trong cơ thể tăng từ 38 độ trở lên, mức tiêu hao nhiệt lượng cơ thể tăng khoảng 20%. Cơ thể yếu hơn bao giờ hết. Do đó, tắm khi cơ thể đang có dấu hiệu ốm, sốt rất dễ dẫn đến đột quỵ, ảnh hưởng tới tính mạng. Nhiều bác sĩ ghi nhận bệnh nhân cao huyết áp sẽ bị choáng váng, hoa mắt và ngất khi ngâm mình trong bồn nước nóng. Đặc biệt, nếu thời gian ngâm kéo dài từ 30 phút trở lên, mặc dù với nhiều bệnh nhi có thể các bác sĩ khuyên tắm để hạ sốt, nhưng các mẹ chỉ nên lau người con, đừng đặt con trong chậu nước như thông thường. 4. Không tắm đêm sau 2-3 giờ. Cô bác lưu ý là tuyệt đối không nên tắm sau 2-3 giờ, dù bất cứ lý do gì. Đêm là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày, cơ thể trở nên yếu và mệt mỏi hơn, cộng thêm tác động của nước khiến nhiệt độ cơ thể bị thay đổi nhanh chóng, từ đó dẫn đến các mạch máu bị co lại, ảnh hưởng đến lưu thông máu lên não, có thể ảnh hưởng đến phổi, tai biến, thậm chí là đột quỵ. 5. Không tắm sau khi uống rượu bia. Sau khi uống rượu bia, lượng cồn nạp vào cơ thể có thể làm ức chế hoạt động chức năng gan, cản trở giải phóng glycogen. Tuy nhiên, khi tắm, lượng gluco trong cơ thể bị tiêu hao tăng lên. Điều này khiến cho đường huyết không được bổ sung kịp thời. Sau khi cô bác uống rượu dẫn đến hoa mắt chóng mặt, toàn thân vô lực nghiêm trọng hơn, còn có thể ngất xỉu
và ngã trong phòng tắm vì đường huyết thấp. 6. Không tắm sau khi luyện tập thể thao. Cơ thể nhiều mồ hôi khiến lỗ chân lông mở rộng. Nếu tắm ngay, nhất là nước lạnh, sẽ khiến mạch máu bị co vào, cản trở đột ngột tuần hoàn máu, gây nguy hiểm cho sức khỏe, có thể dẫn đến tử vong. Các bác sĩ cho rằng tắm ngay sau khi vận động mạnh có thể dẫn đến đau tim, thiếu máu não, giảm đề kháng và khiến cơ thể dễ mắc bệnh. Tốt nhất hãy nghỉ ngơi cho khô mồ hôi trước khi tắm, cô bác nhé. Cô bác thân mến, sức khỏe là cái cốt yếu của con người, là thứ có thể tạo ra tiền tài và của cải. Do đó thì việc tự mình phòng bệnh cho mình là cách khôn ngoan mà cha ông đã dạy. Chúng ta đợi đến khi sức khỏe đã không còn, đợi đến khi cận kề với cái chết do bệnh tật, thì lúc đấy tiền chỉ còn là giấy và danh vọng chỉ còn lại là phù du. Và trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe chuyện ngắn Tình Người. Ở thị xã Đồng Xoài này, ai cũng biết gia đình ông Hà bề thế, đất đai vô cùng tận. Thời mới giải phóng Sài Gòn năm 75, Đồng Xoài chỉ là nơi hoang dã, rừng rú, đất rộng người thưa. Ba ông Hà khai thác được khoảng 3 hecta trồng cây ăn trái, lúa, khoai. Lúc đó, ông Hà là một chàng thanh niên chưa vợ, phụ cha làm lụng ruộng vườn để sinh sống và nuôi cả đàn em 5 đứa đi học. Ông chỉ mới học hết lớp 9, Đồng Xoài không có trường cấp 3 nên bỏ dở việc học rồi xin vô cơ quan. Ông được đi học lớp này đến lớp khác, cuối cùng cũng có tấm bằng đại học tại chức và làm đến chức phó giám đốc ngân hàng. Ba ông Hà đất đai nhiều nhưng các con chỉ ăn học, lại thêm phần mẹ của ông bệnh nhiều trận, thập tử nhất sinh, không có người làm, nên đã bán dần đất để nuôi con ăn học và chữa bệnh cho mẹ ông. Sau này chỉ còn 20 mét ngang đất, dài 100 mét. Bốn cô em gái lần lượt đi lấy chồng xa, mẹ của ông cũng qua đời. Ông Hà cưới vợ về cùng phụng dưỡng cha già. Ông Hà chỉ có một người em trai út duy nhất đi nghĩa vụ qua Campuchia. Nhận được báo tử, cả nhà buồn rầu bao năm. Đến năm tái lập tỉnh Bình Phước, ba ông Hà mất ở tuổi 80, so ra bây giờ là quá thọ. Vậy là bao nhiêu đất đai, nhà cửa ông Hà sở hữu. Sau nhiều năm làm ăn tích lũy, ông đã xây được một biệt thự ngang 10 mét, xung quanh xây tường cao. Đồng Xoài từ một thị trấn bé nhỏ giờ đã trở thành tỉnh lỵ, đất đai bỗng lên giá đến chóng mặt, phát sốt. Nhiều người phất lên nhờ mua bán đất, bao nhà nghèo xác xơ nhờ được bồi thường đất, cuộc sống đột nhiên thay đổi. Những khu đất hoang vu giờ là khu tái định cư sạch đẹp. Các con đường đất đỏ mưa lầy, nắng bụi nay thành đường nhựa rộng rãi, phẳng lì. Đồng Xoài cứ như một cô gái dậy thì gầy guộc, đen nhèm, bỗng trắng trẻo, đõn đà, phồng phao. Ai đi xa Đồng Xoài vài năm mới về, khó nhận ra. Ừ mà đúng như vậy. Chú út em ông Hà bỗng lù lù trở về, đứng trước ngôi biệt thự. Chú út chưa dám bấm chuông. Sau phút giây phân vân ngần ngại, xen lẫn niềm vui khó tả, chú đưa tay nhận. Một người phụ nữ chạc hơn 50 tuổi, trông có vẻ sang trọng, quý phái, bước ra mở cửa. Dạ, chị cho hỏi đây có phải nhà của anh Hà không ạ? Chú út rụt rè hỏi. Vâng, chú là ai? Hỏi anh Hà có việc gì? Tôi là vợ của anh đây. Trời, chị Hai Hà, em là Út Tân nè. Chú Út còn sống à? Sao nhà lại nhận giấy báo tử? Vậy bao năm qua chú đi đâu không về? Vợ ông Hà ngạc nhiên hỏi liên tục. Dạ, chuyện dài lắm rồi, em kể sao vậy? Thôi, chú vô nhà đi, vợ ông Hà nói với vẻ vừa mừng vừa lo. Cuộc sống của gia đình ông Hà đang yên bình, bỗng như có sự xáo trộn bởi sự hiện diện đột ngột của chú út. Ông Hà vui không thể tả, nhưng tình hình có vẻ căng như dây đàn. Ngay sau một tuần, chú út đưa vợ về. Cha mất rồi, ông là anh hai, phải lo cuộc sống cho em chứ.
mà ngó bộ vợ ông Hà còn lo lắng ra mặt, phải cắt bớt mấy mét đất cho chú ấy sao? Giá đất bây giờ cũng hơn tỷ trên mét chứ ít đâu. Rõ đời, tình thâm là tình thâm, nhưng đồng tiền luôn che khuất làm mờ lý trí con người, biết nói sao? Vậy không lẽ để vợ chồng chú ấy ở chung? Đắn đo mãi, ông Hà nói, em nè, có lẽ mình phải cắt bớt 5 mét đất cho chú Út. Cái gì? Chưa nghe hết câu, vợ ông Hà đã phản ứng ngay. Ông nghĩ sao vậy? Mỗi bên nhà mình chỉ còn 5 mét đất, sau này để cho thằng Thắng và con Thủy. Đất ở khu này hơn cả tỷ 1 mét, tôi không thể nào đồng ý. Ông Hà nghe vợ phản ứng, đâm ra nghĩ ngợi, có vẻ xót xa. Em nói sao hay vậy? Đáng lý ra mảnh đất này phải chia đôi, phần chú Út cũng như mình. Nay anh chỉ cắt cho chú ấy có 5 mét, em không đồng ý là thế nào? Vậy ông chia cho chú ấy 10 mét luôn cho công bằng, hỏi tôi làm gì? Vợ ông Hà lẫy ra mặt, tình hình gay rồi đây, ông Hà đành xoa dịu. Làm việc gì vợ chồng cũng phải đồng thuận chứ, anh mà quyết cần hỏi ý em không? Vợ ông Hà vẫn chưa hết giận. Thôi tùy ông, kèo mai này đổ thừa chị dâu độc tài, nhưng ông muốn cắt bớt chỗ nào cũng được, phần đất mặt tiền nhất định tôi không đồng ý. Xem ra vợ ông Hà thể hiện quan điểm quá rõ, song vẫn còn một lối mở. Ông Hà có vẻ chua xót ngậm ngùi. Thật là lòng dạ đàn bà, chỉ biết nghĩ đến mình, đến con mình khóc, con ai khát sữa mặc. Em trai mình bao năm xa nhà, đi nghĩa vụ bên Campuchia, biết bao gian khổ, sống chết không hẹn ngày về. Bao bà mẹ khóc hết nước mắt khi con ra đi, và cũng không còn nước mắt để khóc khi nhận giấy báo tử con mình. Những năm tháng đó đã qua rồi, song không ai không nhớ về điều này. Mình không thể quên được cái ngày nhận giấy báo tử, ba mình ngất luôn. Dẫu biết chiến tranh, người ra đi chẳng hẹn ngày về, mà sao vẫn chua xót quá. Nhà có hai con trai, vậy là từ nay bổn phận của mình đối với ba nhiều hơn. Ba càng tiều tụy xanh xao, bỏ ăn, buồn nhớ thương con. Ba đã đột ngột ra đi trong cơn tai biến, không kịp trăn trối điều gì. Ngày hôm đó, mưa bão cả ngày như trút hết nỗi sầu nhớ thương chú Út của ba. Nay chú Út trở về, nơi chín suối, chắc ba vui lắm. Linh hồn ba phần nào được an ủi, mình phải có trách nhiệm với chú ấy chứ. Chú ấy đã hy sinh tuổi xuân của mình ở chiến trường và hậu quả của chiến tranh trên đất bạn Campuchia. Nhưng ngặt nỗi, vợ con thế này. Sau nhiều đêm trằn trọc suy tư, cân đo, đong đếm, ông Hà quyết định cắt một phần đất cuối vườn cho chú Út với diện tích vừa xây ngôi nhà nhỏ. Xem ra gia sản của ông 2.000 mét vuông, cắt nhiêu đó cũng là. Chú Út không phàn nàn câu nào mà còn rất vui là đằng khác. Với chú như vậy là quá đủ, vì chú đã từng chết đi sống lại thì vật chất có nghĩa lý gì? Chú Út học xong cấp 3, đang chờ kết quả thi vào đại học. Chú có giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Thế mà thấy thằng bạn cùng lớp trúng tuyển nghĩa vụ, chú tình nguyện đi luôn. Cả xóm đến liên hoan chia tay vui vẻ, chỉ có Út Thắm ở xóm trên buồn lắm. Nhưng cố gượng cười, lén tặng chú Út chiếc khăn tay, sợ mấy đứa bạn thấy. Cả nhà và bạn bè đều có mặt đông đủ trong buổi lễ giao quân. Chú được tuyển quân về thao trường của đơn vị bộ đội đóng quân ở Đồng Nai. Sau 6 tháng quân trường, từ một cậu học trò mới hết cấp 3 còn non nớt đã trở thành một quân nhân trông mặn mà dám nắng thao trường. Chú được về phép thăm nhà trước khi đi ca, từ trước đây dùng chỉ đi Campuchia. Nhưng những ngày ở nhà, chú không hề nói nửa câu. Chú sợ mọi người lo lắng và cũng không muốn ai đưa tiễn mình. Điều tệ hơn, chú sợ những giọt nước mắt chia tay sẽ làm yếu lòng chí khí nam nhi. Chú trở về đơn vị được 2 hôm là theo đoàn quân sang ca. Lần đầu tiên, chú Út được đón cái Tết cổ truyền ở Campuchia. Chú được biết rượu thốt nốt với hương vị thơm lừng, nó không gắt
nồng cay như rượu gạo. Tận mắt xem điệu múa Apsara của Vương quốc Campuchia, một điệu múa chú vô cùng thích, nên chú đã vẽ hình cô gái Apsara trong quyển sổ nhạc chép tay mà chú tặng Út Thắm trước khi nhập ngũ. Và cũng lần đầu tiên chú biết thế nào là tục lệ té nước. Mặc dù Tết thật vui, nhưng chiều đó chú Út không dám bước chân ra đường đến chúc Tết nhà dân vì cả ba bộ quần áo lính đã ướt sạch. Nhớ hồi sáng, chú vừa bước ra khỏi đơn vị đã bị hai cô gái Campuchia té nước ướt sũng. Chú không hiểu sao người Campuchia lại có một nghi lễ chúc Tết thân tình bằng màn té nước độc đáo. Họ quan niệm ai ướt nhiều là may mắn, hạnh phúc. Chiến dịch Tây Nam mùa khô năm 1995 kết thúc thắng lợi đã qua đi. Nhân dân Campuchia vui mừng hồi sinh vì thoát khỏi sự diệt chủng tàn bạo của bọn Khmer Đỏ. Song quân tình nguyện Việt Nam chưa thể rút quân hoàn toàn về nước, bởi phe đối lập được sự hỗ trợ đắc lực của Trung Quốc và Mỹ vẫn nương náu âm thầm chống phá nhà nước Campuchia. Trong một trận phục kích của bọn tàn quân Khmer Đỏ vào một đêm tháng 8 năm 1987, đơn vị bộ binh của chú Út tác chiến kịp thời truy nã bọn chúng. Chú Út bị trúng đạn vào đầu, chú ngã xuống cố lết rồi thì tối sầm. Trận phục kích diễn ra ác liệt chóng vánh khi bọn địch càn rút đi, cả chiến trường tan hoang, vài đồng đội đã hy sinh. Đơn vị tìm mãi không thấy xác chú. Khi chú Út tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường trong căn nhà của bệnh viện. Một cô gái ngồi bên cạnh có nước da ngăm, tóc xoăn, đặc biệt đôi mắt tròn to và sáng, vui mừng thốt lên. Bộ đội tỉnh rồi, cô là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Chú Út ngạc nhiên hỏi. Anh không nhớ những gì đã xảy ra à? Cô gái dò xét. Tôi chỉ thấy đầu mình ê ẩm và trống rỗng. Cô gái lấy khăn thấm mồ hôi trên trán chú Út rồi từ từ kể. Ba tôi lên rừng hái cây thuốc thì thấy anh nằm ở bìa rừng, sau đó đưa vào bệnh viện. Nhờ bác sĩ cứu chữa, hơn 2 tuần rồi anh mới tỉnh dậy. Thì ra là vậy, nhưng xem bộ chú Út không nhớ được gì cả. Chú Út xuất hiện, gia đình cô gái đưa về nhà chăm sóc. Một năm qua đi, chú cũng không nhớ được mình là ai, chiến đấu ở đơn vị nào. Sau nhiều năm, chú và cô gái nên duyên chồng vợ. Gia đình cô gái này sinh sống ở Campuchia từ năm 70. Ba mẹ cô hiền lành, mẹ làm nghề buôn bán nhỏ, còn ba là thầy thuốc. Ở phum này, ai cũng quý mến ông, không chỉ vì sự hiền từ mà còn vì tay nghề bốc thuốc chữa bệnh giỏi. Cô là con một, ở nhà phụ mẹ buôn bán, nhà đơn chiếc, nay có chàng rể, cuộc sống thêm vui vẻ. Buổi tối, họ thường quây quần bên mâm cơm dưới ánh đèn chan hòa, vừa xem chương trình thời sự. Tối nay có một tin tức nói về vụ tai nạn giao thông ở Đồng Xoài, Bình Phước. Cái từ Đồng Xoài, chú Út nghe như có vẻ rất quen. Chú cứ bần thần cố nhớ ra điều gì. Khi mất trí nhớ thì vẫn còn một điểm nào đó trong tiềm thức làm cho người ta nhớ lại. Chú Út cũng không ngoại trừ. Sau bao nhiêu đêm trằn trọc không ngủ được, nhưng chú Út vẫn chưa nhớ ra. Cuối cùng chú dần nhớ, Đồng Xoài rất quen thuộc. Cái từ ấy quá ấn tượng, in đậm vào ký ức chú, như rễ cây bám chặt vào lòng đất. Quá khứ như cuộn phim quay ngược. Đồng Xoài mùa xuân Mậu Thân, mình được sinh ra mới hơn tháng, phải cùng gia đình chạy giặc. Mẹ kể lại rằng hai mẹ con may mắn thoát chết khi mẹ bế mình không kịp chạy vào nhà thờ ẩn nấp cùng mọi người mà chỉ kịp xuống giao thông hào kế bên. Sau tiếng bom nổ, một quả bom rơi ngay cạnh nhà thờ sập, mọi người đã bị chôn vùi. Mình lớn lên gắn bó với mảnh đất Đồng Xoài với biết bao kỷ niệm ấu thơ. Nhớ lắm, con suối Đồng Tiền mùa mưa, nước trong xanh và dâng cao. Mỗi lần đi tắt qua suối đến lớp học ở trường Đôn Luân,
bọn con trai phải cởi quần dài bỏ vào cặp bơi qua. Bọn con gái không dám qua, chỉ chờ khi mùa nắng nước suối cạn bớt. Rồi nhớ nữa là bọn con trai hay leo hái trái cây xoài to, cao ơi là cao ở gần ngã tư. Trái ngon nhưng chua khủng khiếp, vậy mà bỏ vào cặp lên lớp ăn, bọn con gái đứa nào cũng chảy nước miếng xin cho bằng được. Nhớ sao cho hết được nhỉ, gia đình mình trải qua nhiều trận, Mậu Thân năm 68, rồi mùa hè đỏ lửa năm 72, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 75, với biết bao thăng trầm khói lửa chiến tranh. Ai bỏ làng, ai di cư mặc ai, chứ ba má mình mặc dù đông con nhưng nhất định bám đất, bám làng không đi. Sống chết với mảnh đất đồng xoài khói lửa này, hơn 10 năm qua, sống trên đất bạn bởi không nhớ mình là ai, gia đình thế nào, quê ở đâu. Giờ thì không thể rồi, mình phải trở về đồng xoài gặp lại người thân và làm sao bù đắp cho gia đình. Điều quan trọng hơn, mình phải làm gì đó góp phần xây dựng quê hương đồng xoài thân yêu. Đất đai rộng mênh mông, bây giờ chỉ hơn 80 mét vuông, vừa sân vừa nhà, không có cửa hậu, không trồng được một cái cây nào để lấy bóng mát. Ước gì trồng được cây khế nhỉ, chú Út chợt nghĩ rồi cười thầm. Chú đành lợp hết mái tôn để che khoảng sân. Vậy là cũng đủ, chú hài lòng với ngôi nhà bé nhỏ của mình. So ra bây giờ, chú vẫn còn hơn anh trai, mấy ngàn mét vuông đất và cái biệt thự lớn nhất khu phố này phải bán đi trả nợ cho thằng con trời đánh, đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá. Biết bao nhiêu công lao mồ hôi nước mắt của ông, cha khai thác gây dựng để lại chỉ trong phút chốc đã tan tành mây khói. Chiều nay, cả khu phố lại sầm xì náo nức. Chao ôi, chú Út, em ông Hà, phe này trúng số. Nhà chú Út đã có cửa hậu rồi. Không, không phải cửa hậu mà chính xác là cửa tiền. Bởi vì bức tường sau nhà chú Út đập ra để giải phóng thành mặt tiền, do con đường bàn cờ được mở chạy ngay sau lưng nhà chú Út. Góc đất chót vườn 8 mét ngang, bây giờ bỗng thành 8 mét mặt tiền thì không gọi là trúng số sao? Mà đất khu này cả tỷ trên mét chứ chẳng bờ. Nghe mọi người trong khu phố nói rằng chú Út sẽ ngăn đôi ngôi nhà mình thành hai căn, mỗi căn ngang 4 mét, chiều dài tính cả sân 12 mét. Chú Út dành cho vợ chồng ông Hà ở một căn, vợ chồng chú một căn. Với chú Út như vậy là quá đủ. Rồi đây, chú mở một quầy nước nho nhỏ trước nhà để vợ chú bán, còn chú tham gia công tác bên hội cựu chiến binh của phường. Không biết vợ chồng ông Hà nghĩ sao?